Hân Hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là tin tức. Hình ảnh Cường Đô La ngắm nhìn Hà Hồ khiến fan càng muốn họ tái hợp. Trong ngày sinh nhật của Subel, Cường Đô La không chỉ cùng Hà Hồ tái hợp để tham gia các bữa tiệc với con, mà lời chia sẻ của anh cũng khiến fan khâm phục. Mới đây trên Instagram cá nhân, Cường Đô La đã đăng tải hình ảnh sinh nhật của Subel tại lớp học cùng chia sẻ: "Chúc con trai yêu của ba sinh nhật thật vui và con luôn là cậu bé tình cảm, thông minh, đáng yêu của ba mẹ nhé. We love you as always." Tạm dịch: ba mẹ luôn yêu con. Cường Đô La và Hà Hồ cũng đến lớp học để chung vui trong ngày sinh nhật con trai. Lời chia sẻ của Cường Đô La khiến mọi người thán phục vì anh luôn tôn trọng nhắc đến mẹ của Subel. Trong hình ảnh mà Cường Đô La đăng tải, có thể thấy anh ở cạnh Subel nhưng lại đang ngắm nhìn Hà Hồ. Đặc biệt hơn, Cường Đô La có thể chúc mừng sinh nhật con mà không cần thiết phải ghi thêm từ mẹ. Qua điều này dễ nhận thấy rằng Cường Đô La rất tôn trọng Hà Hồ. Lời chia sẻ của đại gia phố núi càng khiến mọi người ngã mũ khâm phục anh. Đồng thời, rất nhiều fan mong muốn Hà Hồ và Cường Đô La tái hợp để cho Subel luôn mãi hạnh phúc bên bố mẹ. Cả Cường Đô La và Hà Hồ đều cùng đi bơi với con. Cả hai cùng tổ chức sinh nhật cho Subel trong sự vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.